tháng 5 năm 1935, Hồng quân Trung ương nhanh chóng vượt sông Kim Sa, vượt qua Di Khu sau khi xử lý được quân địch bao vây, truy đuổi và chặn đánh. Quyết tâm tiến lên phía Bắc tụ hợp với Hồng quân bốn hướng, quân địch ý đồ lợi dụng sự nguy hiểm của sông Đại Độ tiêu diệt Hồng quân, khiến Hồng quân trở thành Thạch Đặc Khai thứ hai. Việc vượt qua sông Đại Độ trở thành chiến dịch then chốt trong sự sống chết Hồng quân. Hồng quân bố trí đội quân đánh úp nhanh nhẹn, lấy binh lực của hai sư đoàn ngụy trang thành quân chủ lực tiến vào sông Đại Độ, sau đó mạnh mẽ lao thẳng đến cầu Lô Định. Bộ phim Dũng Sĩ. Tháng 5 năm 1935, 6 giờ sáng, mục tiêu xuất hiện, hướng thứ ba. Hai chữ này đọc là Yexian, quê hương. Quê hương. Chữ này là cha, chữ này là mẹ. Cha, mẹ. Anh Đại Cương, chữ này tôi biết. Tương Giang, quan sát địa hình. Chuyện không nên nói thì đừng nói. Lâu Sơn Quan, đoàn trưởng. Đoàn trưởng Liêu, nghe anh Dư nói anh đánh giặc rất giỏi, vậy tôi đi. Đoàn trưởng Liêu, bây giờ không được phép gọi tôi là đoàn trưởng. Bây giờ tôi là lính của đoàn Hồng quân. Cho dù cậu là tiểu đoàn trưởng hay là lính thường, cậu bây giờ là người của đoàn Hồng quân. Đừng nghĩ đến Tương Giang nữa. Chúng ta bây giờ chỉ có một mục tiêu, sông Đại Độ. Phải chính quỷ. Có vấn đề. Đừng động đậy. Súng của quân địch đang ngắm đến đây. Lâu Sơn Quan, đừng động vào cây trúc. Lão Dư, có. Từ bên dìa luồn qua, nắm lấy đuôi của nó. Lão Liêu, nghĩ cách thu hút quả lực của đối phương. Chúng ta bắt buộc phải hãm chân bọn chúng, bảo đảm trung đoàn 1 thuận lợi chiếm được An Thuận Trường. Xử lý trận địa pháo luôn, giao cho tôi. Đi đi.
phóng. Dương Quý Xuyên, cậu từ bên trên tóm hắn ta. Chúng ta trên dưới kết hợp phá trận địa pháo. Được, đi. Cậu nhóc này ở đâu ra vậy? Đoàn trưởng, không được động đậy, quỳ xuống, ngồi im, ngồi im, cấm động đậy, ngồi xuống. Anh trưởng quan, tha mạng, tôi cũng chỉ là kiếm ít quân hưởng, nuôi cả nhà sống tạm bợ, sống tạm bợ. Mày nổ pháo làm chết anh em của tao. Trưởng quan bảo tôi bắt hắn. Đạn pháo không có mắt, đạn pháo không có mắt nhưng mày có mắt. Lão Liêu, vì cậu tử, bây giờ tao bắn chết mày. Tao đi trước một bước đây. Anh à, món nợ này mày nhớ cho tao. Học bắn pháo ở đâu? Tự luyện. Tự luyện, đúng. Học quân chúng tôi có ưu đãi với tù binh. Đối với người có kỹ thuật, vẫn sẽ trọng dụng. Đi theo chúng tôi. Đoàn trưởng, có điện báo. Chính quy Dương, quân địch bị chúng ta bắn bỏ chạy, đang tập kết, đã áp sát về hướng chúng ta rồi. Quân quy lệnh chúng ta lập tức di chuyển. Sư đoàn 1 đã tiếp cận An Thuận Trường. Bây giờ phải nhanh chóng dẫn đội ra khỏi rừng trúc đến An Thuận Trường, vượt nhanh qua sông Đại Độ. Tháng 5 năm 1935, 9 giờ tối, tại An Thuận Trường. Đoàn trưởng Tôn, có, cậu nhanh chóng xử lý quân địch còn sót lại, chú ý an toàn, đừng làm bị thương người dân. Những người khác đi qua bên này. Sự ngon. Sắp giúp được người dân khôi phục lại nơi này. Bến đò An Thuận Trường này chúng ta đã mất rồi.
May mà chúng ta chỉ để lại một chiếc thuyền cũ nát cho bọn chúng. Men theo sông Đại Độ hướng về phía bắc, vẫn còn 10 bến đò. Ai biết Học Quân muốn lấy bến đò nào chứ? Ông đây nhất định sẽ đoạt lại An Thuận Trường. Điều gì đến sẽ đến. Mục tiêu của bọn chúng là muốn tăng cường tấn công sông Đại Độ. 35 tháng 4 năm 1935, 6 giờ sáng tại An Thuận Trường. Đoàn trưởng Dương, sư đoàn 4 đến rồi. Cuối cùng các cậu đã tới rồi, đi xem đi. Nào, phía trước chính là sông Đại Độ. Có tình hình gì không? Nếu như không có các cậu hãm chân, chúng tôi sẽ không thể thuận lợi đến sông Đại Độ nhanh như vậy. Toàn bộ học quân chỉ có con đường phía trước. Quân địch ở bờ bên kia còn coi thường. Chúng ta không có vũ trang, thiết bị. Lúc này chúng ta nếu như có cổ pháo thì tốt. Đoàn trưởng Dương, tên nhóc này là pháo thủ. Cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội. Áo vàng, quân trung ương. Cậu biết bắn pháo à? Anh ấy biết bắn pháo. Anh ấy còn biết cái này. Tôi không sát sinh. Cậu không sát sinh. Một lần bắn của cậu hại chết bao nhiêu anh em của chúng tôi. Thôi bỏ đi, đó là trưởng quan bắt tôi bắn. Kiếm cơm ăn qua ngày tôi cũng đâu có cách nào. Nghe rõ đây, anh ấy chính là quan. Anh ấy bảo cậu bắn, cậu phải bắn. Được, tôi giúp các anh bắn pháo. Bắn xong rồi, các anh thả tôi đi. Còn ra điều kiện. Được không? Vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu. Của cải toàn quân đều ở đây. Chỉ cho chúng ta hai nhà. Pháo này của cậu quá kịp thời. Đừng động. Em là bé gái sao? Đội bọn anh không thể giữ lại em. Ăn xong rồi thì mau đi đi. Ăn nhanh đi. Ăn nhanh lên. Anh à, em không có nhà. Em muốn đi cùng các anh. Em muốn đi cùng các anh. Vừa nãy em gọi anh là gì? Em gọi lại lần nữa được không? Anh ơi, cha mẹ của em mất hết rồi. Anh ơi, anh ơi, anh đừng đuổi em đi. Em muốn đi cùng các anh. Đây là quần áo em gái anh để lại. Em thay đi. Em gái anh sao? Thay đi. Chúng ta chọn ra 17 đội viên xung kích có kỹ năng bơi giỏi nhất. Sáng sớm mai, tiểu đoàn trưởng Tôn dẫn đội chia làm hai nhóm vượt qua sông Đại Độ. Lần này là một trận đấu ác liệt. Hiện tại bên trái của chúng ta là quân địch, bên phải vẫn là quân địch. Ý đồ của quân địch vô cùng rõ ràng, chính là muốn nhanh chóng hoàn thành dây kín chúng ta. Cho dù đội giả vờ tấn công của chúng ta hiện vẫn sống chết thảm chân quân chủ lực của lão Tưởng ở khu vực Ngọc Lâm, nhưng chỉ dựa vào một con thuyền nhỏ muốn đưa 20.000 người an toàn qua sông, cho dù là đi cả ngày đêm cũng mất một tháng. Một khi cả đội không thể an toàn qua sông thì sẽ có kết quả gì? Tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây
đều biết rõ mọi hậu quả. Năm đó Thái Bình Thiên Quốc dựa Ngọc Thạch Đạt Khai thống lĩnh đại quân cũng ở khu vực này. Khu vực Lòng Chảo gặp phải sự dây quấy của quân Thanh, bởi vì không có thành công qua sông, cuối cùng dẫn đến quả đổ xuống đầu toàn quân chết hết. Quân tình điện báo gấp, phía sau quân Trung ương đã đuổi đến nơi rồi. Mười mấy vạn người đều bị áp tải lên Giáo Bình, bảy con thuyền vận chuyển 7 ngày 7 đêm mới qua được sông Kim Sa Giang. Nếu như vậy, 10 chiếc thuyền thì 7 ngày 7 đêm chúng ta không thể qua nổi. Một con thuyền có thể chở bao nhiêu người? Để bọn chúng thả ngựa qua sông, qua được một nửa cũng phải mất mấy ngày mấy đêm. Đến lúc đó quân Trung ương từ phía Nam bao vây, chúng ta ra tay từ phía Bắc, khiến bọn chúng khó mà thoát được. Báo cáo đoàn trưởng, chuẩn bị qua sông hoàn tất chỉ thị. Tiểu đoàn trưởng Tôn, các cậu đều là người trong đoàn chúng ta dày công chọn lựa ra, rốt cuộc có thể cắm cờ của sư đoàn một chúng ta lên bờ bên kia không? Dựa vào các cậu hết. Các cậu có lòng tin không? Có. Lên thuyền. Cậu là người của thuyền thứ hai, lên làm gì? Dẫn theo tôi đi. Tôi từ nhỏ lớn ở cạnh biển, kỹ năng bơi rất tốt. Tôi nhất định phải lên thuyền thứ nhất. 25 tháng 5 năm 1935, 9 giờ sáng tại An Thuận Trường. Có một con thuyền, bọn họ là nhiều người như vậy, khi nào mới có thể qua đó? Nhóc Sơn, khi lên bờ theo sau tôi. Anh yên tâm đi tiểu đội trưởng, tôi nhất định đi theo. Chú ý, giữ vững thuyền. Giữ vững, chú ý, sắp lật rồi. Giữ chắc thuyền, giữ chắc thuyền. Sắp đụng vào rồi, giữ vững tay lái. Cố hết sức. Áo vàng, cậu làm gì thế? Đây là anh bảo tôi bắn đấy. Anh đi mà chịu trách nhiệm. Được. Đạn pháo. Tôi không có mấy quả đạn pháo đâu. Cậu bắn chuẩn cho tôi. Qua rồi. Tất cả chú ý, tiếp cận bến đò bờ đông. Chuẩn bị chiến đấu. Ngắm chuẩn bờ đối diện của quân địch, chuẩn bị chiến đấu. Thuyền của Hồng quân qua đây rồi. Thuyền qua rồi, ngắm bắn thuyền cho tôi.
Đạn pháo! Cậu chưa ăn thịt lợn hay chưa từng thấy đạn pháo? Hả? Trung đội trưởng Trung đoàn 2, cẩn thận! Chuẩn bị! Phóng! Đạn pháo giống như con mắt vậy. Vẫn còn một cái lô cốt, hạ đi! Phóng! Là một nhân tài, phải giữ lại. Tôi bắn xong rồi. Tôi đi đây. Tôi đi đấy. Trói cậu ta lại. Tôi đi đây. Các cậu nói lời không giữ lời. Đồng hương, chú ý ẩn nấp. Tiểu đội trưởng, tiểu đoàn trưởng Tôn dẫn theo đội thứ hai lên rồi. Tiểu đoàn trưởng Tôn lên rồi. Xông lên. Tiểu đội trưởng tiểu đoàn 1 cắm cờ lên. Tiểu đội 1, liên đội 2 chuẩn bị lên thuyền. Cứ tiếp tục như vậy qua sông không ổn. Con đường mà hồng quân chúng ta trước mắt có thể chọn chỉ có con đường này. Đó chính là phá vỡ lớp dòng dây này. Nếu không toàn quân chúng ta đều sẽ chết ở đây. Thủ trưởng, cần chúng tôi làm gì? Hạ lệnh đi. Làm gì? Tôi muốn xử lý một cây cầu. Không vấn đề. Cầu ở đâu? Bao xa? Không xa lắm. 320 dặm. Ở đây. Lô Định. Quân trưởng, 320 dặm đường này chúng ta không thể đánh giá thấp. Tốc độ hành động của Hồng quân, chạy chậm bọn chúng sẽ chết hết. Người sống đều phải là bàn chân sắt. Mệnh lệnh. Lữ trưởng Diên, lệnh cho đội của Lý Toàn Sơn trong 3 ngày giữ cả đội đến cầu Lô Định. Nơi này chính là nơi Hồng quân chết. Rõ. Sư đoàn 4, có. Quân ủy Trung cách lệnh cho các cậu men theo bờ tây sông Đại Độ, khai phá đường núi, hành quân ngày đêm. Trong 3 ngày cùng với sư đoàn 1 đồng thời tấn công lên sông, đánh chiếm cầu Lưu Định. Rõ. Sư đoàn 1, có. Lệnh cho các cậu băng qua sông Đại Lộ, mang theo bờ đông, rồi lên phía bắc, vượt mọi chông gai trong vòng 3 ngày, đảm bảo tụ hợp với sư đoàn 4 tại cầu Lưu Định. Tấn công hai rìa đông tây, chiếm lấy cầu Lưu Định, mở ra con đường thắng lợi cho cánh quân Trung ương. 27 tháng 5 năm 1935, 6 giờ sáng. Lên đường. Hai chữ này là khó khăn. Khó khăn. Kiên trì. Kiên trì. Can đảm. Can đảm. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Thu cờ lại.
Cậu không biết như vậy sẽ lộ mục tiêu sao? Sở, cờ đó phải để ở trong lòng. Đi thôi. Ẩn nấp. Để lộ mục tiêu bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm. Phải bảo vệ tốt bản thân mình. Sư trưởng, rất nhanh sẽ có kết quả. Bảo bộ đội đi nhanh lên, đuổi theo Hồng quân qua sông Đại Độ. Các anh em, đi nhanh lên. Đi. Đi. Chính quỷ, chân của anh ấy không đi nổi nữa. Cán cứu thương, rõ. Được không? Nhanh. Gỡ ra cho tôi. Rõ. Đây là cái gì? Lên cán. Dừng lại. Để lại về chỗ cũ. Tiếp tục tiến lên. Cậu thấy một chỉ huy ở trên cán cứu thương. Chỉ huy sao? Chúng ta đều là quân dân, không thể được khiêng lên chiến trường. Thằng chó, mày giết em tao. Mày là thằng khốn. Nghe đây. Cậu ta không phải bị chúng tôi giết. Cậu ta chết trong tay trưởng quan các người. Không chỉ mỗi cậu ta, còn cả mấy chục người chạy trốn của liên đội pháo binh các cậu toàn bộ đều bị bắn chết. Nghe rõ chưa? Cậu bỏ tôi ra. Tôi không bỏ. Bỏ ra. Tôi không bỏ. Quay lại. Cậu thả tôi ra. Thả tôi ra. Cấm động đậy. Cậu bắn đi. Đoàn trưởng. Bắn. Bắn chết tôi đi. Chuyện gì? Anh ta muốn chạy. Cởi ra đi. Em anh ta bị lũ chó trắng giết chết rồi. Đó là em ruột của cậu ta. Trưởng quan, vì cậu tự chết rồi. Tôi chỉ có một người em. Tôi muốn đi báo thù. Tôi phải lột da bọn chó đó. Các anh thả tôi đi đi. Bây giờ chúng tôi không thể thả cậu đi. Qua cầu Lô Định. Nếu như cậu vẫn muốn đi, tôi không giữ lại nữa. Bây giờ đi theo bộ đội. Tôi muốn báo thù. Các anh thả tôi đi. Tôi phải đi báo thù. Tôi chặt đầu lũ chó đó xuống. Cậu nhìn đội ngũ này đi. Họ có ai không có thù với tham quan ác bá và bạn thổ hào thân sĩ độc ác chứ? Nỗi hận trong lòng của họ ai cũng lớn hơn cậu. Muốn báo thù đúng không? Kết thành một sợi dây thừng. Một mình cậu thì không thể nào. Không thể nào báo thù nổi. Đi theo đi. Vì cậu tự chết rồi. Chỉ mới 16 tuổi. Đi thôi. Lão Dư từng làm bảo vệ cho Tôn Trung Sơn. Ở Xuyên Quân, Điền Quân, Bắc Phá Quân đều làm qua. Đội ngũ của Hồng Quân không lấy quân hưởng. Nhưng vì sao tôi lại tình nguyện ở lại?
đội ngũ người nghèo, quan binh bình đẳng, thẳng thắn. Bạch quân dựa vào vũ khí, Hồng quân dựa vào hai chân. Quỷ Nhân Mao sớm đã hiểu đạo lý này, vậy nên sau hội nghị tuân nghĩa, Hồng quân luôn đánh thắng trận. Đạo lý này sau này cậu sẽ hiểu thôi. Anh Điền, anh dạy tôi bắn pháo đi. Cậu bao nhiêu tuổi? Năm nay tôi 17. Anh coi tôi là em của anh đi. Cậu dắt pháo trên lưng đi. Được. Ẩn nấp. Cậu không sao chứ? Không sao. Đừng tiến lên nữa. Diêm Vương gọi các cậu rồi đấy. Sẽ dính dáng đến bọn họ. Lão Dương, cậu dẫn đội ngũ tức tốc qua đó, tôi đi xem tình hình. Được. Ông Diêm Dương gọi bọn họ rồi. Cậu thông minh lên, đừng tiến lên nữa. Cẩn thận cái đầu của cậu. Cẩn thận. Đi. Đi đi đi. Không ai được lên cả. Không qua nổi rồi. Đại cương, từ bên rìa luồn qua hãm chân bọn chúng. Cậu đưa đội đi qua, chuyện này giao cho tôi. Không được hiếu chiến, tức tốc đi qua. Có bắn không? Không được, tiết kiệm đạn dược. Dẫn hai người lên, bắn từ phía trên. Tôi dẫn dụ bọn chúng.
Lão Dư, đội đi được bao nhiêu dặm rồi? Tổng cộng chạy được 80 dặm, vẫn thiếu 240 dặm nữa. Đoàn trưởng, bọn họ quay lại rồi. Đoàn trưởng, chính quỷ, Liên Đại Cường đâu? Đi nghỉ rồi. Rõ. Con gái của lão Liêu bây giờ đang ở khu Xô Viết, vẫn chưa có tung tích. Tương lai hai chúng ta nếu như có thể sống tiếp, giúp anh ấy tìm con gái, chăm sóc cho nó. Được. Hai người lại giấu tôi có chủ ý gì với con gái tôi? Tiểu tử cậu tuổi mèo, mạng lớn thật. Sao đây? Không hy vọng tôi về sao? Chưa tới ngày tìm ra con gái, tôi sẽ không chết được. Được rồi, nắm bắt thời gian đi nghỉ đi. Ngày mai ngày kia cậu có 240 dặm đấy. Mau đi nghỉ ngơi. Đi. Cầm lấy. Đợi cha đánh giặc xong sẽ đi tìm con. Dây cỏ này không thể đi được nữa. Đoàn trưởng, chính quỷ của các cậu đâu? Chính quỷ ở bên kia. Anh là chính quỷ Dương sao? Phải, quân đoàn có lệnh gấp. Lục quân ngày mai đánh chiếm cầu Lô Định. Các cậu phải dùng tốc độ, hành quân nhanh nhất và lòng kiên trì đi hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại quang vinh này. Hai mươi tám tháng năm năm 1935, sáng sớm 4 giờ. Vết thương cũ là tái phát. Không sao. Thay tôi giữ bí mật. Điện báo, quân địch phía nam lên rồi. Hôm nay đã là ngày 28 rồi. Khoảng cách của hai ngày, chúng ta phải trong một ngày đi đến đó. Hai mươi bốn dặm phía trước, đến một con đường cũng không có. Thời gian lại gấp như vậy. Lão Dương, cậu dẫn đội lên phía trước vạch ra một con đường trực tiếp đến cầu Lô Định. Tôi đến sau. Có thể không? Tôi biết anh sợ ảnh hưởng của tốc độ của cả đội. Để anh lại. Anh nghe tôi nói. Không thể được. Cả đoàn 29 người bắt buộc phải đến. Tôi đi sát theo phía sau. Đây là mệnh lệnh. Tôi nói cho anh biết. Đội ngũ cần có linh hồn. Chính quỷ, cái chân này của tôi không đi được nữa. Không thể liên lụy cả đội. Không đi được tôi cõng anh. Tôi không khổng được, còn có hơn 1.000 anh em. Cho dù là khiêng, cũng phải khiêng ra đến cầu Lô Định. Anh còn thì sư đoàn 4 sẽ còn.
28 tháng 5 năm 1935, 6 giờ sáng. Đứng nghiêm. Đoàn trưởng, chúng tôi muốn đi cùng anh. Các đồng chí, bây giờ là 6 giờ sáng. Sáng ngày mai trước khi trời sáng, chúng ta phải đến được cầu Lưu Định. Tức là một ngày một đêm chạy hết 240 dặm, đương nhiên cũng bao gồm cả tôi. Chúng ta là anh em sống chết có nhau. 240 dặm, không được không được, chạy như vậy mất mạng đấy. Đoàn trưởng, trong lịch sử lục quân chưa từng có đội nào chạy nhanh như vậy. Đây là mệnh lệnh, không có gì để nói. Sư đoàn 1 của bờ bên kia cũng đang cùng lúc nhận lệnh. Hai sư đoàn chúng ta đi về Tương Giang, bắt buộc phải đến đúng giờ đến cầu Lô Định. Nếu như quân địch đến trước chúng ta, ngày mai sẽ không thuộc về chúng ta nữa. Bây giờ nghe lời của tôi, tất cả mọi người bất kể như thế nào cũng phải tiến lên, bao vây quân địch, công kích, quấy rối, không cần quan tâm, quyết tiến lên con đường phía trước. Xong qua đó, mục tiêu duy nhất của chúng ta chạy hết 240 dặm, chiếm được cầu Lô Định. Xuất phát. Xuất phát. Đoàn trưởng, sao vậy? Đồng chí của đoàn cán bộ đều qua sông rồi, đi theo, thông báo cho họ bỏ lại tất cả, bỏ lại hết những thứ có thể bỏ lại. Rõ. Sư trưởng, điện báo. Hồng quân phía trước đột nhiên mất tin tức, lệnh cho đội của cậu tức tốc đuổi theo. Tập hợp đội ngũ, tất cả tức tốc xuất kích. Rõ, tập hợp. Lương thực ở dưới cầu mà đói quá nặng, bỏ lại đi. Không được, chạy hết 240 dặm chiếm được cầu Lô Định. Chạy hết 240 dặm đánh chiếm cầu Lô Định. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đi theo, không được rời đội. Đi theo. Ăn đi, ăn đi. Đồng Hương, đây là giấy nợ, cô phải cầm lấy. Không cần, giữ lấy. Chúc các anh thành công.
còn nói Hồng Quân đột nhiên mất tin tức. Phải, trinh sát của chúng ta chưa tìm thấy tung tích của bọn chúng. Trinh sát cũng không tìm thấy. Hơn nữa có trinh sát ở khu vực đó cũng mất tích. Sống gặp ma sao? Lữ trưởng Mã, Lữ trưởng Trần, có, tôi lệnh cho hai đồ các cậu bố trí điểm quả lực ở dọc đường, chia thành tốp nhỏ và cử ra nhiều cán bộ tiến hành lục soát tìm kiếm, làm tiêu hao lực lượng của Hồng Quân, kéo dài tốc độ hành quân của bọn chúng. Quân địch ngắm chúng ta rồi, mau chạy qua, không được dừng lại. Nhanh. Chiến đấu đến bây giờ, chiến sĩ còn sống, ai cũng là quan dân trường Tần Thúc Bảo. Hy sinh như vậy, quá là đáng tiếc. Vậy thì đi mau lên, nhưng lần này phải trả giá quá lớn. Đây là lựa chọn tốt nhất. Không được, không thể hy sinh vô ích. Lão Liêu, có Lão Liêu, cho cậu 5 người, 200 viên đạn. Đến bên kia rìa, hãm chân, yểm trợ cho đội ngũ. Giao cho tôi đi. Này, chúng tôi ở phía trước đợi cậu. Gặp nhau ở 30 dặm cuối. Rõ. Dương Thủ Quang có, Bằng Đại Khánh có, Mã Đại Xuyên có. Ra khỏi hàng. Dư Chấn Trung có. Dư Chấn Trung có. Đi theo tôi. Lão Dư, cậu luồn ra phía sau quân địch, tôi đến bên sườn dụ bọn chúng. Được. Chạy nhanh, dụ quân địch về phía bên sườn. Nhanh lên, tăng tốc lên. Lên. Nhịn đi, nhịn đi. Đại Xuyên, cậu đi đi, đừng lo cho tôi. Tiểu Mã, đi theo. Đi mau đi.
muốn chạy đến khi nào? Đợi xử lý hết bọn chúng thì không cần chạy nữa. Ông đây đến đánh nhau chứ không phải chạy. Cậu thì hiểu cái gì? Đây là vì muốn dụ quân địch. Bảo đảm đại đội đến đúng giờ cậu lưu định. Đi theo tôi. Chân tôi sắp đứt ra rồi. Tôi không chạy nổi nữa. Bụng tôi không ổn rồi. Tôi không chạy nổi. Các cậu tha cho tôi đi. Anh không chạy nổi à? Anh không chạy nổi tôi cõng anh. Tôi cõng anh đến cầu Lưu Định. Chỉ cần anh đồng ý dạy tôi bắn pháo, tôi làm gì cũng được. Tôi xin anh. Chỉ cần anh dạy tôi bắn pháo, tôi cõng anh đến cầu Lưu Định được không? Đi, tôi cõng anh. Lão Dư, yểm trợ cho tôi. Trước hết đừng vội, ngắm chuẩn rồi bắn. Sợ rồi à? Tại sao chiến dịch Tương Giang, người của tiểu đoàn 1 chỉ còn lại một mình cậu? Bởi vì cậu chỉ quan tâm bản thân, bắn kịch liệt. Cậu với cậu là chỉ huy sao? Anh nói gì? Để tôi đánh xong trận này tính sổ với anh. Yểm trợ cho tôi. Này, đừng dìu tôi, đi đi, mau đi theo. Anh lớn như vậy lại để một thằng nhóc cõng mình, anh có biết ngại không? Đúng vậy, cậu có mất mặt không? Lưng tôi không ổn. Phân đội xuất kích chúng ta phái đi liên tục gặp phải sự truy sát của Hồng quân. Vị trí cảng Mãnh Hổ. Không phải các cậu nói với tôi Hồng quân không đột phá phòng tuyến của chúng ta sao? Lão Liêu. Lão Liêu à. Lão đệ, không cõng nổi thì bỏ tôi xuống đi. Em cõng được. Em cõng anh đến đó. Anh dạy em bắn pháo. Muốn học thì phải học kỹ thuật. Đồng hương bắn cái gì chứ? Anh hiểu cái gì? Em gái tôi bị các người bắn chết. Em còn cõng anh ta. Bỏ anh ta xuống đi. Em không bỏ. Em phải cõng anh ấy. Bỏ tôi xuống đi. Anh phải dạy em bắn pháo. Quân địch chặn đường, tập kích quấy phá.
không quan tâm, sống chết tiến lên con đường phía trước, xông qua. Mục tiêu duy nhất của chúng ta, chạy hết 240 dặm, chiếm được cầu Lô Định. Anh Điền, anh nói cho em biết, anh bắn pháo, tại sao phải đếm xương sườn? Cậu nghe đây, đó là cách tôi tự nghĩ ra. Tôi nói cho cậu biết, tôi coi xương sườn của mình thành bàn tính. Cậu xem, 5, 10, 15, 20. Cậu tin không? Em tin. Em biết rồi. Người anh em, cậu không sao chứ? Cậu đừng dọa tôi. Người anh em, dừng lại, dừng lại. Dương Đông Ninh xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Dương Đông Ninh, Dương Đông Ninh. Khoan đã, đừng đẩy lại. Cậu đừng có làm loạn. Vừa nãy cậu ấy còn khỏe mà. Cậu ấy chưa chết. Cậu cứu đi, mau cứu đi. Cứu đi mà. Cậu đừng nói linh tinh. Sao lại như vậy chứ? Nếu cậu không cõng được thì đừng có cõng. Cậu không cõng tôi cũng dạy cậu bắn pháo mà. Người anh em à, người anh em, tôi đáng chết. Trưởng quan, tôi xin anh để tôi cõng cô ấy một đoạn đi. Trái tim tôi không chịu nổi. Tôi cầu xin anh đó. Tôi xin anh đấy. Đồ ngốc này, tôi nợ cậu. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cha mẹ cậu. Tôi có lỗi với cậu. Em ấy là bị cậu hại chết. Không phải cậu muốn đi sao? Đi đi. Đi đi. Đi. Trưởng quan, tôi nợ các anh một mạng. Tôi đi cùng các anh. Tôi đi cùng các anh. Đoàn trưởng, bọn họ chạy đến đâu rồi? Cách nơi tập kết còn 30 tiếng nữa. Tôi nhất định phải đuổi theo các cậu. Điện báo.
nha. Đọc. Sư trưởng, gần miếu Hoàng Nê phát hiện tung tích của Hồng Quân. Bọn chúng đã qua miếu Hoàng Nê rồi. Điện báo. Có phải Hồng Quân đã đi qua Đại Nha Đầu rồi phải không? Phải. Hồng Quân ở bờ Tây còn chưa đi. Qua phòng tuyến của chúng ta, tiến hành chặn đường vào bờ Đông của Hồng Quân. Không có thời gian dạch đường đâu. Bắt buộc phải tranh thủ thời gian đi qua để cầu Lưu Định. Tấn công. Bắn bên này. Bên kia cũng qua rồi. Xông lên. Nhanh đi. Nhanh các đồng chí. Tất cả đi theo. Nhanh đi theo. Các vị nhìn thấy chưa? Cũng tức là Hồng Quân nội trong một ngày chạy hơn 200 dặm. Đọc. Đọc đi. Báo cáo quân trưởng, Hồng Quân bờ Đông đã phá phòng tuyến của chúng ta rồi. Nếu xảy ra tình thế đánh từ hai mặt, cầu Lô Định toi rồi. Cậu chạy cũng không chạy nổi. Ôm túi lương thực làm gì? Dứt đi. Tiểu đội trưởng, tôi sợ đói. Nhanh, nhanh hơn nữa. Đoàn trưởng sư đoàn 38 Lý Thành Sơn. Thành Sơn là tôi. Sư trưởng, bây giờ tôi lệnh cho đội của cậu, bất luận thế nào, trước khi đội ta chưa đến, cũng phải chặn Hồng Quân lại. Chỉ cần cậu chặn bọn chúng qua cầu Lô Định, tôi sẽ bảo quỹ dân tưởng cho cậu lập công. Đại ca, Lý Thành Sơn tôi từ hôm nay sẽ buộc cái đầu vào lưng quần, thề có chết cũng phải giữ vững cầu Lô Định. Còn về đề bạc và khen thưởng, tôi nghe anh. Được. Hồng Quân ở bờ Tây thì dễ xử lý rồi. Quan trọng là ở bờ Đông. Truyền lệnh của tôi, tất cả mọi người dẫn bộ đội đến bờ Đông, chặn Hồng Quân lại cho tôi. Bất luận thế nào cũng không thể để Hồng Quân tiến vào cầu Lô Định. Rõ. Tiểu đoàn 1 có. Canh giữ trận địa. Rõ. Tiểu đoàn 2 và 3 theo tôi. Rõ. Đoàn trưởng, lúc nào bảo chúng ta lên đó không phải đi tìm chết sao? Tìm chết gì? Cầu Lô Định là nơi nào? Chỉ cần chúng ta giữ được 1-2 ngày, sau 1-2 ngày đó sẽ có mấy dạng bộ đội đến chi viện cho chúng ta. Liên đội súng liên thanh có. Liên đội pháo cối có. Liên đội cảnh vệ có. Đi theo tôi, đem theo đầy đủ trang vũ khí. Các anh em, chặn Hồng Quân. Thuốc phiện tiền đều có hết. Nói với bộ đội tăng tốc độ hành quân, gọn nhẹ đi trước. Ngày 28 tháng 5 1935, 5 giờ chiều, bờ Đông, sông Đại Đô, sư đoàn 1. Ngày 28 tháng 5 1935, 6 giờ chiều, bờ Tây, sông Đại Đô, sư đoàn 4. Xây cây cầu này tốn tiền của 18 tỉnh. Đoàn trưởng, cây cầu này là mai mạch của xuyên Tây đấy. Cứ vậy phá thì thật tiếc. Đợi đã. Những cái dáng cầu để ở đầu cầu phía đông, đến lúc đó ta tự có chỗ dùng tới. Rõ. Đoàn trưởng, không phải anh muốn quỷ cầu này chứ?
Đoàn trưởng, nếu anh làm như vậy, chúng ta thành tội nhân ngàn đời đấy. Tội nhân ngàn đời sao? Nếu như để Hồng Quân qua được cái cầu này, chúng ta sẽ thành tội nhân của cấp trên. Đoàn trưởng, chạy rồi. Ai chạy? Điền Sinh Tài. Anh ta cưỡi ngựa chạy rồi. Đuổi theo không? Đuổi làm gì? Kệ cậu ta. Tiến lên. Được. Báo cáo. Nói. Phía trước phát hiện quân của quân địch. Nơi này cách cầu Lưu Định còn bao xa? Nghe người bên đường 30 dặm nữa. Thông báo cho cả đội. Phía trước rừng rậm. Nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đợi hội lão Lưu về. Bất luận có bao nhiêu Hồng Quân, cứ để bọn chúng đến. Đoàn trưởng, lão Dư về rồi. Những người khác đâu? Đều hy sinh rồi. Lưu Đại Cường đâu? Hai mươi chín tháng năm 1935, sáng sớm 2 giờ. Không thể đợi nữa. Các đồng chí, tôi biết hiện tại các cậu đã đến cực hạn của sự mệt mỏi. Tôi cũng muốn để các cậu nghỉ thêm một lúc. Các cậu đều là anh em của tôi. Tôi muốn ai cũng đến được cầu Lô Định. Nhưng chỉ còn lại 4 tiếng đồng hồ, không cho phép chúng ta đợi tiểu đoàn trưởng Lưu nữa. 30 dặm cuối cùng này là khó khăn nhất. Con đường này nhất định là con đường không đội trời chung. Tôi tin tưởng các cậu. Xuất phát. Xuất phát. Tháng 5 1935, 5 giờ sáng.
Đến rồi, đến thành Lô Định rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Đến rồi. Nhóc Sơn à, sao vậy? Có phải đói rồi không? Đứng lên, đứng dậy ăn gì đi. Cậu đứng lên đi. Cậu ấy chạy đến chết rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành 240 dặm và đến được thành Lô Định, hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu ấy. Cậu hoàn toàn là dũng sĩ của sư đoàn 1. Bên cầu Lô Định là vô vàn các dãy núi cao, đỉnh núi chạm lên cả mây. 29 tháng 5 1935, 6 giờ sáng, chúng ta tổ chức một đội tấn công trước, do tôi làm đội trưởng. Đồng ý, tôi lập tức đến chỗ Đồng Hương nhận dán cửa. Cậu ở phía trước xông lên, tôi tổ chức người ở phía sau lắp dán. Các cậu bị đánh sạch rồi thì đội thứ hai lên. Đội thứ hai đánh sạch rồi, đội thứ ba lên. Vừa nhận được lệnh, cấp trên chỉ thị chúng ta 4 giờ chiều xuất phát tấn công về hướng bờ đông. Tập hợp người thổi kèn của toàn quân, đánh trận phải có khí thế, bắn ra máu tươi. Quân Trung ương và Ủy viên Mao đều đang đợi tin của chúng ta. Trận này không có đường lui. Đã hoàn thành việc chọn đội tấn công giành cầu, chỉnh đốn vũ khí. Chỉ đạo liên đội 2, Dương Hải Vân. Thư ký chi đội liên đội 2, Lý Hữu Lâm. Thư ký chi bộ liên đội 3, Lý Kim Sơn. Phó tiểu đội trưởng Lưu Tử Hoa. Nặng không? Cái này là ông để lại, có thể chắn gió che mưa, có thể chắn đạn. Đoàn trưởng, anh còn chưa đặt tên cho em. Lão Dư, gọi là Đại Độ Hà đi. Đại Độ Hà. Anh à, tên của em hay không? Em Hà. Hay. Em đi theo đoàn trưởng, anh chắn đường cho em. Anh à, anh phải cẩn thận. Anh có cái này, Quỷ Dương Mao nói anh là bảo bối, nhưng lớn tuổi rồi, hay là đừng đi theo nữa. Vì trận này chân tôi suýt chút nữa đứt rồi, tôi bắt buộc phải đi. Báo cáo. Chiến sĩ Dương Đông Ninh xin tham gia chiến đấu. Pháo, đạn pháo đều có rồi. Điền Sinh Tài, cậu đã chạy đi đâu? Bây giờ tôi không phải Điền Sinh Tài, tôi là Dương Đông Ninh. Tôi nợ các anh một mạng, nợ các anh một người anh hùng. Các anh để tôi cũng là một lần, không lấy quân hưởng, làm chiến sĩ đánh trận vì nhân dân. Cậu đi đến đây thì cho dù cậu là Điền Sinh Tài hay là Dương Đông Ninh, cậu đều là anh em của chúng tôi. Các anh em, trận chiến quyết định sắp đến rồi. Hôm qua quân địch tưởng rằng dày cỏ của chúng ta không chạy kịp, bọn chúng sai rồi. Bây giờ chúng ta đứng ở đây rồi. Hôm nay quân địch muốn dùng 13 dây xích thắt cổ chúng ta, bọn chúng lại sai rồi.
Bởi vì bọn các cậu là 22 dũng sĩ của Hồng quân, vì chiến sĩ trên đường hy sinh, vì sự sống còn của Hồng quân Trung ương, vì lý tưởng trong lòng, chúng ta nhất định phải có được cây cầu này. Xuất phát! Tôi không muốn làm anh hùng vô danh. Nếu tôi không quay về, tôi phải để mọi người biết tên của tôi, Dư Chấn Trung. Tôi muốn dẫn em tôi cùng Hồng quân tiếp tục tiến lên. Nếu như tôi chết, tôi muốn giống như Dương Đông Ninh, trên bia mộ của tôi thêm 4 chữ: Chiến sĩ Hồng quân, Điền Sinh Tài. Con gái tôi là của cậu rồi, sau này đổi tên đổi họ. Cho anh một tin tốt, con gái anh tìm thấy rồi, ở Xô Viết vẫn còn sống. Đừng đẩy cho ai chăm sóc. Gặp ở đầu cầu bên kia. Lên cầu. Tháng 5, 1935, 4 giờ chiều. Lên. Hồng quân qua cầu rồi. Hồng quân qua cầu. Hồng quân qua cầu rồi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Bắn. Tập trung tất cả quả lực, áp chế bờ bên kia. Sư đoàn 4 đã lên cầu rồi. Chúng ta nhất định phải hãm chân quân địch, phối hợp với sư đoàn 4 hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm cầu. Bắn. Đại Cường, không chết được. Tôi và Lão Dư còn có món nợ chưa tính xong.
Vậy cậu phải sống sót qua đó. Tôi không nợ. Được, gặp nhau ở đầu cầu. Khỏi kèn. Đi. Nhanh mang pháo qua cho tôi. Nhanh, giữ vững. Giữ vững cho tôi. Đội trưởng, sư trưởng, Hồng quân đang trèo lên cầu Lưu Định. Quả lực phía Tây quá mạnh, chúng ta căn bản không ngóc đầu lên được. Quân Trung ương không biết chết ở chỗ nào rồi. Anh à, anh nhất định phải phái người đến chi viện cho em. Thế lực tấn công của Hồng quân ở phía đông sông còn mạnh hơn, đã liên tục phá hủy 3 phòng tuyến, sắp sờ đến mông cầu rồi. Tự giữ vững cho tôi. Tăng tốc độ, treo vào gốc chết quả lực của quân địch. Chế quả lực. Đừng buông tay. Dương Quý Xuyên, nắm chắc. Đừng buông tay. Đút vào. Điều chỉnh vị trí pháo. Phóng. Lão Dư, buông tay đi.
Lão Dư, anh buông tay đi. Buông tay. Phóng. Xông lên. Dương Đông Ninh, pháo này là do cậu bắn. Nắm lấy. Đưa tay cho tôi. Đừng buông tay. Cố lên. Cố lên. Anh Dư. Lão Dư. Lão Dư. Anh Dư. Anh Dư. Đưa tay cho tôi. Lão Dư, kiên trì. Đưa tay cho tôi. Đưa tay cho tôi. Đưa tay cho tôi. Anh Dư. Anh Dư à. Lão Dư. Lão Dư. Các dũng sĩ, vì Hồng Quân Trung ương, vì sự sống còn của chúng ta, tiến lên. Bắn. Tiến lên. Qua đây rồi. Hồng quân qua đây rồi. Ném đạn đi. Nhanh lên. Tiến lên. Phóng.
xông lên phía trước. Sư đoàn 4 đã qua cầu rồi. Sư đoàn 1 tiến lên. Anh ơi, ngày 29 tháng 5 1935, 5:30 chiều. Hồng Quân giảng tuế, Hồng Quân giảng tuế, Hồng Quân giảng tuế, Hồng Quân giảng tuế, Hồng Quân giảng tuế. Nhớ hai chữ này, Hồng Quân. Hồng Quân, dân tộc, trưởng thành, tương lai, dũng cảm, tin tưởng, cương thương. Kiên trì. 8 tháng 6 1935, Hồng Quân tiếp tục tiến lên Bắc tấn công Tuyết Sơn và Hồng Quân bốn phương hội hợp. Lý tưởng, lý tưởng. Mười ba dây cáp của cầu Lưu Định mang theo hy vọng của cuộc cách mạng Trung Quốc hướng tới thắng lợi. Hồng Quân hành quân ngày đêm 240 dặm, tạo ra lịch sử về lục quân đi bộ hành quân. Hồng Quân đánh chiếm cây cầu Lưu Định, được cho là trận chiến kinh điển của lịch sử thế giới quân sự.